từng có nhiều tiền án về ma túy nên đối tượng Nguyễn Thành Trung, 49 tuổi, trú tại thôn Nại Cửa, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, luôn nằm trong tầm ngắm của các lực lượng chức năng. Chiều ngày 2 tháng 9, lợi dụng dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, Trung đi xe mô tô di chuyển vòng vèo qua một số tuyến đường từ thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, về đến thôn Nại Cửu để lấy ma túy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng biên phòng Quảng Trị, đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, công an xã Tân Thành đã tiến hành mật phục ở khu vực thôn Nại Cửu các lực lượng đã trần đầu, quật ngã khống chế Trung và phát hiện đối tượng mang theo 18.000 viên ma túy tổng hợp. Bước đầu Trung khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người để nhận tiền công.